Xin chào quý bà con, thì đối với ao quảng canh cải tiến tôm lúa thì bà con là sau khi mình cải tạo ao rồi mình diệt cá tạp thì mình gây màu nước, gây thức ăn tự nhiên, mình thả tôm đó. Thì tuy nhiên một số bà con thì cứ nghĩ là mình gây màu nước á, là được rồi, là cho con tôm ăn tảo, mà thực sự á, là con tôm nó ăn những cái thức ăn tự nhiên. Thì rất là nhiều clip Tuấn đã chia sẻ rồi, thì để bà con thả tôm cho nó đạt mà nó hiệu quả, nó không bị chết sớm, thì bà con nên tạo được cái thức ăn tự nhiên thực sự bằng cách mình vớt, mình kiểm tra, mình thấy rõ trước khi thả tôm thì nó sẽ đem lại cái hiệu quả cao nhất. Thì vừa rồi Tuấn hướng dẫn rất là nhiều bà con thì đã làm rất là hiệu quả, thì sau đây Tuấn xin gửi lại những cái clip mà bà con đã làm thực sự và chia sẻ cho quý bà con mình tham khảo để quý bà con mình làm theo. Và nếu bà con mình không rõ thì bà con alo về thì Tuấn sẽ hướng dẫn cho mình làm cho được hiệu quả. Xin cảm ơn. Để kiểm tra cái con Gobi Bot. Rồi, kiểm tra trước khi tạt cái câu lóc ha. Xin chào mấy anh em, bây giờ là hiện giờ là 7 giờ sáng thì mình đang đi tiến hành kiểm tra cái ao dèo mình tạp cũng đã được hai đêm mà mình kiểm tra coi cái thức ăn tự nhiên coi nó có lên hay chưa. Thì mấy anh em thấy đó, giờ đang mình đang đi đứng ở chỗ của cái ao dèo và mình đang tiến hành mình xúc cho mấy anh em coi. Quá trời luôn, tí nhóc chân trùng đỏ luôn nè, trùng đỏ rất là nhiều nha, trùng đỏ dưới đáy là thấy là nó rất là nhiều. Mà hiện tại mình chưa có thả tôm được, chắc 2 ngày nữa mình mới thả tôm. Để em quay cận lại cho mấy anh em coi, mấy con nhỏ rất là nhiều, trùng đỏ nè, đó trùng đỏ. Rồi giờ mình đổ này ra mình làm thử một cái chỗ khác thử nha. Đây mấy anh em coi nè, rất là nhiều luôn ha, chỗ nào như chỗ nấy, đen hết trơn nè, trùng đó nè, bắt đầu hai ba con trùng đó luôn. Chưa bắt nét nữa đó, đó, trùng đó nè, hai ba con trùng đó luôn. Rồi chỉ là mình thấy là thành công rồi mấy anh em.